buổi chiều ngày 4 tháng 10 năm 1992. Khi đang bay lên ở độ cao 2.000 mét, chiếc máy bay chở hàng khổng lồ đã bất ngờ rơi mất hai động cơ. ATC, chúng tôi đã mất động cơ số 3 và số 4. Chết tiệt, gì thế này? Tôi không thể điều khiển được nó nữa. Thảm kịch một thời gây rúng động dư luận Hà Lan. Hệ lụy của nó đã kéo dài suốt hàng chục năm trời. Về những thứ hóa chất nguy hiểm bậc nhất thế giới, liệu có đơn giản chỉ là một sự cố kỹ thuật, một sự sắp đặt của đấng tối cao, hay còn có sự nhúng tay của thế lực thù địch? Trong bối cảnh của một cuộc xung đột chính trị gay gắt ở Trung Đông, ai mới thực sự là thủ phạm? Để tìm hiểu rõ hơn, ngay bây giờ, hãy cùng đồng hành với chúng tôi trên chuyến bay mang số hiệu 1862 của El Al, hãng hàng không quốc gia Israel. Ba giờ chiều, sân bay Amsterdam Schiphol, Hà Lan. Một trong những sân bay bận rộn nhất thế giới, với hơn 600 chuyến bay cất và hạ cánh mỗi ngày. Chiếc máy bay này vừa được đáp xuống thành phố New York lúc 2 giờ 40 phút và nó đang được dừng tiếp nhiên liệu để chuẩn bị cho hành trình bay dài gần 4 giờ đồng hồ đến với sân bay quốc tế Ben Gurion, Tel Aviv, Israel. Đây là một chiếc Boeing 747-258F, phiên bản của Boeing 747. Dòng máy bay được coi là biểu tượng của ngành hàng không thế giới. Nhờ có những tối ưu trong thiết kế và được trang bị 4 động cơ phản lực mạnh mẽ Pratt & Whitney GT9D-7G nên mặc dù đã 13 năm tuổi và tích lũy tới 45.746 giờ bay thì chiếc máy bay này vẫn đang hoạt động vô cùng bền bỉ và có một tầm bay xa đáng mơ ước. Song rất khác với những nhiệm vụ chở khách thông thường, hãng hàng không quốc gia Israel đang khai thác nó cho các hoạt động vận chuyển hàng hóa. Lần lượt từng thùng hàng được vận chuyển lên máy bay, chúng đều được dán nhãn và niêm phong rất kỹ càng. Ngoài các loại hàng chuyên dụng, có một kiện hàng bí mật không được kê khai đã được hải quan thông qua mà không được kiểm tra thực tế. Bên trong đó có chứa tới 189 lít dimethin, methyl phosphonate, một loại hóa chất phụ gia dùng để sản xuất sarin, thứ chất độc cực mạnh, tác động nhanh và từng là thủ phạm trong nhiều vụ thảm sát trước đây trên thế giới. Và đừng quên rằng, đích đến của nó là Israel, đất nước đang có những căng thẳng và xung đột chính trị với Iraq và Palestine. Điều khiển chiếc phi cơ ngày hôm nay bao gồm cơ trưởng Yitzhak Fuchs, 59 tuổi, cựu lính không quân Israel, một phi công giàu kinh nghiệm với 25.000 giờ bay, trong đó có 9.500 giờ trên Boeing 747. Cơ phó là Arnold Ohad, 32 tuổi, người đã có tổng cộng 4.288 giờ bay, trong đó có 612 giờ trên những chiếc Boeing 747. Và kỹ sư bay Gadelia Soffer, 61 tuổi, thành viên kỳ cựu nhất của phi hành đoàn, với 26.000 giờ bay, trong đó có tới 15.000 giờ bay trên những chiếc Boeing 747. Ngoài ra trên máy bay còn có một hành khách duy nhất là Anas Solomon, 23 tuổi. Cô ấy là một nhân viên của El Al, có trụ sở tại Amsterdam, đang đi nhờ đến Tel Aviv để trở về quê hương, chuẩn bị cho đám cưới của mình với vị hôn phu, cũng là nhân viên của hãng hàng không quốc gia Israel. Khi hoàng hôn bắt đầu buông xuống, đúng 6 giờ 22 phút chiều, chiếc máy bay cất cánh trên đường băng số 01L. Sau đó nó rẽ phải và đi qua không phận thành phố Amsterdam, thủ đô và cũng là thành phố đông dân nhất của Hà Lan.
6 giờ 27 phút, máy bay bay trên Goimir, một hồ nước nhỏ với diện tích khoảng 32 km2. Lúc này, bốn động cơ máy bay vẫn đang hoạt động hết công suất. Thế nhưng, chỉ 6 phút sau khi cất cánh, một sự cố hy hữu đã bất ngờ ập đến. Khi chiếc máy bay vừa leo lên độ cao 6.500 feet, một tiếng nổ lớn đã phát ra ở cánh bên phải. Động cơ số 3 đã bất ngờ tách ra khỏi máy bay, bắn về phía trước và làm hỏng cánh tà. Sau đó bật ngược trở lại và va vào động cơ số 4 ngay bên cạnh, khiến cho động cơ này cũng bị tách rơi ra khỏi chiếc phi cơ. Hai động cơ nặng gần 10 tấn đồng loạt rơi ra, xé toạc một đoạn dài 10 mét mép trước của cánh. Các đường dây thủy lực bị vỡ, hệ thống khí nén cũng ngay lập tức gặp trục trặc. Ở phía bên dưới hồ nước, những người đang chèo thuyền đã có thể nhìn thấy những vật thể to lớn xuất hiện trên bầu trời. Ban đầu họ nghĩ rằng đó là những người nhảy dù, nhưng khi nhìn rõ hơn, họ mới phát hiện ra đó chính là động cơ của một chiếc máy bay. Rất may là ngay sau đó, chúng đều rơi xuống sông nên không gây ra mối nguy hiểm nghiêm trọng nào. Các nhân chứng đã ngay lập tức báo tin này cho lực lượng bảo vệ bờ biển Hà Lan. Quay trở lại với buồng lái của chiếc Boeing 747, những âm thanh cảnh báo vang lên dồn dập. Nhưng chớ trêu là do thiết kế của buồng lái quá cao, phi hành đoàn đã rất khó và thậm chí là không thể quan sát được động cơ. Họ nghĩ rằng chúng đã bị chập điện, nên sau đó cơ phó đã kích hoạt hệ thống dập lửa, thứ đã trở nên hoàn toàn vô dụng vào lúc này. Cùng lúc mất đi cả động cơ và hư hại phần cánh, khiến cho máy bay mất đi thăng bằng và nghiêng mạnh về phía bên phải. Lúc 6 giờ 28 phút 45 giây, cơ phó thực hiện một cuộc gọi Mayday tới đài kiểm soát không lưu. Khẩn cấp, đây là ELAL-1862. Chúng tôi đã có vấn đề về động cơ. 1862 đã nhận được tín hiệu của bạn. KLM-233 sẽ trái theo hướng 090. Khẩn cấp, 1862 đang ở trong tình trạng nguy hiểm. 1862, quay trở lại Chiffon, rẽ phải hướng 260, bạn còn cách sân bay 18 dặm. Tình trạng máy bay nghiêng sang bên phải ngày càng trầm trọng hơn. Cơ trưởng đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc chuyển hướng máy bay. Cảnh báo cháy lại một lần nữa vang lên ở động cơ số 3. ATC, động cơ số 3 cháy rồi. Động cơ số 3 cháy rồi. 1862, hướng 270 theo hướng gió xuôi. ATC, chúng tôi đã mất đi cả động cơ số 3 và số 4. Đường băng số 6 đã chuẩn bị sẵn sàng dành cho bạn. Hướng gió 040, tốc độ 21 hải lý. Yêu cầu đường băng số 27, chúng tôi cần một đường đáp dài hơn. Đường băng số 27 là đường băng dài nhất và gần nhất tại Chiffon. Và mặc dù sẽ phải đáp xuống cùng với chiều gió thay vì ngược hướng như thông thường để gia tăng sức cản đảm bảo an toàn cho máy bay. Lúc này đây thì cơ trưởng muốn kiểm soát và đưa máy bay hạ cánh càng nhanh càng tốt. 1862, đề nghị của bạn được chấp thuận, gọi tần số 121.2 để xếp hàng. 121.2, đây là 1862, đã có vấn đề về động cơ, yêu cầu được hạ cánh ngay bây giờ. 1862, xác nhận yêu cầu của bạn, liên hệ với tần số 118.4 để được hướng dẫn hạ cánh. Đã rõ. Sau những nỗ lực điều khiển của phi hành đoàn, chiếc phi cơ đã rất gần với bến đỗ và chỉ còn cách sân bay chưa đầy 8 dặm, khoảng 12,5 km. Song khi ấy, độ cao của máy bay vẫn đang ở mức hơn 5.000 feet, nên việc hạ cánh lúc này là điều bất khả thi. Với sự bình tĩnh của mình, cơ trưởng Gisak đã cho máy bay rẽ sang phải và bay vòng quanh Amsterdam cho đến khi có thể giảm độ cao xuống mức cần thiết để tiếp cận hạ cánh lần cuối. Khi nó thực hiện vòng thứ hai, các cánh tà bên trong được mở rộng, chúng được cung cấp năng lượng bởi hệ thống thủy lực số 1 và hệ thống này vẫn đang hoạt động bình thường. Nhưng các cánh tà phía bên ngoài thì không, vì chúng được cung cấp năng lượng bởi hệ thống thủy lực số 4, thứ vốn dĩ đã bị hỏng khi động cơ số 4 đã hoàn toàn biến mất. Lúc bấy giờ, các nút điều khiển để cố gắng duy trì thăng bằng của máy bay cũng đã không còn nhiều tác dụng nữa. Cơ trưởng bắt đầu giảm tốc độ để chuẩn bị đáp xuống. Một cuộc gọi đến đài không lưu tức tốc được thực hiện. ATC, 1862 đã mất đi hai động cơ số 3 và số 4, yêu cầu đưa ra vector hạ cánh khẩn cấp. 1862, hướng 360, đường băng số 27 đã được chuẩn bị, bạn cần quãng đường bao nhiêu để đáp xuống? 22 km, chỉ có vấn đề ở hai động cơ đúng không? Hay bạn còn gặp những vấn đề gì khác nữa? Các hệ thống cánh ta đã gặp trục trặc. 1862,
rẽ sang hướng 100. Có vẻ như bạn đang đi quá nhanh. Cho tôi biết về tốc độ của bạn. 260 km/h. LAL 862. Bạn sắp vượt quá thiết bị định vị. Rẽ phải hướng 310 ngay. Máy bay thành công hạ xuống độ cao 1.500 feet. Họ đã ở rất gần với đường băng. Các cánh tà lúc này là vô cùng cần thiết để tạo ra lực cản giúp máy bay hạ cánh an toàn hơn. Nhưng bây giờ, điều mà cả phi hành đoàn lo sợ nhất cũng đã tới. Hệ thống thủy lực của máy bay đã bị tê liệt hoàn toàn. Các cánh tà không thể mở ra được nữa. Máy bay gần như lâm vào trạng thái rơi tự do. Trên biển, tôi không thể điều khiển được nó nữa. Cơ trưởng hét lên bằng tiếng Do Thái, hướng dẫn cơ phó làm những thủ tục cuối cùng. Nâng tất cả các cánh tà lên, hạ cân số xuống. Nhưng mặc kệ những cố gắng lấy lại cân bằng từ phi hành đoàn, chiếc Boeing lật mạnh sang phải. Lúc 6 giờ 35 phút 25 giây, cơ phó gào lên trong bất lực. Đi xuống, 1862, đi xuống, đi xuống. Chỉ trong tích tắc, lúc 6 giờ 35 phút 42 giây theo giờ địa phương, chiếc Boeing đã lao thẳng vào mái nhà của một tòa chung cư 11 tầng thuộc khu phố Binmermeer của Amsterdam. Một vụ nổ lớn xé toạc đường chân trời của vùng ngoại ô yên tĩnh. Ngọn lửa hủy diệt cứ thế bốc lên trong buổi chiều tối định mệnh. Cơn ác mộng kinh hoàng. Chiếc máy bay nặng gần 400 tấn đã khiến cho tòa nhà bê tông cốt thép đổ sập và vỡ vụn. Hàng chục căn hộ bị phá hủy, hàng trăm người mắc kẹt và bị thương. Các mảnh vỡ từ máy bay đã bắn xuyên qua tòa nhà và ra phía bên kia thêm 400 mét, đốt cháy cây cối và cảnh quan. May mắn là vào thời điểm vụ tai nạn xảy ra, hai sĩ quan cảnh sát ở Binmermeer đang kiểm tra báo cáo về một vụ trộm. Họ đã nhìn thấy chiếc máy bay lao thẳng xuống và ngay lập tức phát ra âm thanh báo động. Cho nên cư dân ở đây đã kịp lần theo các cửa thoát hiểm và thoát ra ngoài. Những chiếc xe cứu hỏa và dịch vụ cứu hộ đầu tiên cũng đã đến trong vòng vài phút. Những nhân viên cứu hỏa đã lùng sục khắp tòa nhà đang bốc cháy để tìm kiếm các nạn nhân. Ban đầu họ chỉ có thể tìm được 26 người, mà trong số đó hầu hết là trẻ vị thành niên đang kêu gào thảm thiết. Phải mất đến hàng giờ tiếp theo, đội ngũ cứu hộ mới có thể phát hiện ra ngay dưới chân họ, trong đống đổ nát, cả trăm người khác cũng đã bị chôn vùi. Sau những nỗ lực không kể ngày đêm, báo cáo về con số thương vong đã được thống kê. Vụ va chạm thảm khốc này đã khiến cho 4 người ngồi trên chiếc máy bay, gồm 2 phi công, 1 kỹ sư máy bay và 1 hành khách, thiệt mạng ngay lập tức. 39 người khác đang sống trong chính những căn hộ của họ, tử vong do bị thiêu bởi ngọn lửa đến mức không thể nhận dạng hoặc do bị đè lên bởi các khối bê tông. Ngoài ra còn có 26 người bị thương theo nhiều cấp độ khác nhau. Giải mã nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn. Vì tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Ban An toàn Hàng không Hà Lan đã nhận được chỉ thị ngay lập tức bắt tay vào cuộc điều tra. Tuy không thể tìm thấy được hộp đen của chiếc máy bay, nhưng lật lại hồ sơ bảo trì của 1862 kết hợp với báo cáo của lực lượng bờ biển về việc đã có 2 động cơ máy bay rơi xuống trên sông Gomia, thì họ đã dần tìm ra mấu chốt của vấn đề. Trong chặng bay đầu tiên từ New York đến Schiphol, máy bay đã ghi nhận 3 sự cố. Đó là sự dao động trong điều chỉnh tốc độ lái tự động, sự cố với radio và sự dao động điện áp của máy phát điện trong động cơ số 3, động cơ bên trong của cánh phải, mà sau này sẽ tách ra khỏi máy bay và gây ra vụ tai nạn. Mặc dù đã có những báo cáo về tình trạng này, tuy nhiên do đã hạ cánh an toàn, nên việc bảo trì đã diễn ra rất sơ sài và tạm bợ. Các chuyên gia cũng đã phát hiện thêm rằng, những chốt cầu trì giữ cố định các trụ động cơ số 3 đã bị nứt do quá tải. Các vết nứt siêu nhỏ rất khó để có thể phát hiện ra, và nó đã khiến cho động cơ này bị tách ra khỏi máy bay, rồi va vào động cơ số 4, sau đó dẫn đến hậu quả cuối cùng chính là vụ tai nạn. Mọi việc tưởng chừng như đến đây là kết thúc bởi những thỏa thuận hợp tác và bồi thường từ phía chính phủ Israel. Tuy nhiên, đó mới chỉ là bề nổi của toàn bộ sự việc. Khoảng một thời gian sau,
dân cư sinh sống tại khu vực bị tai nạn máy bay đã xuất hiện những triệu chứng bất thường như suy hô hấp cấp, mất ngủ kéo dài, suy giảm trí nhớ, suy giảm hệ miễn dịch và nguy hiểm hơn là giảm lượng hồng cầu trong máu. Một năm sau khi xảy ra vụ tai nạn, những triệu chứng trên không những không thuyên giảm mà nó còn trầm trọng thêm. Và điều đã khiến cho dư luận lo ngại đó là đã có rất nhiều trường hợp ghi nhận mắc bệnh ung thư, liệt nửa người và thậm chí là qua đời một cách bất thường. Sức ép từ phía dư luận đã buộc Quốc hội Hà Lan phải thành lập một ủy ban đặc biệt để điều tra về vụ tai nạn của chuyến bay 1862. Và phải mãi cho đến 9 năm sau vụ tai nạn, vào ngày 22 tháng 7 năm 2001, cơ quan này đã đưa ra một kết luận gây sốc cho toàn thế giới. Chuyến bay 1862 không chỉ chuyên chở những hàng hóa dân dụng mà nó còn có một kiện hàng đặc biệt. Đó là những thùng chứa đến 189 lít dimethyl methyl phosphonate, thứ mà đã được chúng tôi đề cập đến ở phần đầu câu chuyện. Dựa trên những tính toán của các nhà khoa học, số dimethyl này có thể dùng để sản xuất ra 270 kg sarin. Chất độc được sử dụng trong vụ khủng bố và hệ thống tàu điện ngầm ở Tokyo vào năm 1995. Chất này độc đến nỗi thì nó đã giết chết 12 người và làm bị thương 500 người khác. Theo điều tra, các thùng hóa chất này là do công ty hóa chất Solcatronic ở bang Pennsylvania của Mỹ sản xuất, theo đơn đặt hàng của công ty Shalom của Israel. Phi hành đoàn của chuyến bay đã biết được về sự tồn tại của kiện hàng này. Vậy nên, nhằm để tránh gây thiệt mạng và tổn thất cho hàng ngàn, thậm chí là hàng chục ngàn cư dân ở thành phố Amsterdam, họ đã buộc phải cho máy bay đâm xuống khu vực chung cư Glen Kruiberg để giảm tối thiểu hậu quả. Nếu chiếc máy bay đâm xuống hồ nước Lisselmere gần đó, thì hóa chất dimethyl sẽ gây ra phản ứng hóa học dữ dội khi tiếp xúc với nước và phát tán thành khí độc. Khi ấy thì con số thương vong có lẽ sẽ không dừng lại ở con số hàng chục người. Đến đây thì một loạt những câu hỏi được đặt ra rằng, tại sao hải quan ở sân bay Schiphol lại không kiểm tra những kiện hàng đặc biệt này khi chiếc máy bay đã quá cảnh xuống sân bay? Tại sao chỉ cách 5 tiếng đồng hồ sau vụ tai nạn xảy ra, các nhân viên tình báo Israel đã đến kiểm tra và lục lọi hiện trường? Rồi đặc biệt hơn nữa là tại sao hộp đen của máy bay lại biến mất? Để giải mã cho những vấn đề này, thì vào tháng 2 năm 2002, nhật báo NRC Handelsblad của Hà Lan đã tổ chức một cuộc điều tra bổ sung và những phát hiện của tờ báo này lại một lần nữa gây dậy sóng trong dư luận. Theo đó, số người thiệt mạng trong vụ tai nạn của chuyến bay 1862 là 200 người, chứ không phải là 43 người. Tờ báo này còn kiểm tra danh tính của hàng trăm người nhập cư nước ngoài sinh sống tạm tại chung cư Glen Kruiberg và phát hiện thiếu mất 157 người sau vụ tai nạn. Những người này có thể đã bị thiêu sống đến bất xác bởi sức nóng của gần 3.000 lít nhiên liệu máy bay bốc cháy. Một bí mật khác cũng được phanh phui rằng 189 lít hóa chất dimethyl không phải do công ty Solcatronic của Mỹ bán cho công ty hóa chất Shalom của Israel, mà là cho Viện Nghiên cứu Hóa sinh NetGeona, một trung tâm nghiên cứu chế tạo vũ khí sinh học hóa học bí mật của Israel, lấy tên công ty hóa chất Shalom là bình phong cho các giao dịch. Đây thực chất là một vụ chuyển giao nguyên liệu chế tạo vũ khí hóa học giữa Mỹ và Israel. Bên cạnh đó, tờ báo này còn dẫn chứng nguồn tin của Tổ chức Nghiên cứu Năng lượng Hạt nhân LACA rằng chuyến bay 1862 còn chở theo 282 kg uranium đã làm nghèo. Và đây chính là lý do khiến cho các nhân viên tình báo Israel trong trang phục bảo hộ màu trắng đã có mặt ngay tại hiện trường vụ tai nạn để cố gắng thu giữ chiếc hộp đen cũng như xóa đi mọi vết tích có thể mang lại tai tiếng cho chính phủ nước này. Báo cáo nguyên nhân cuối cùng của vụ tai nạn, bên cạnh đề cập đến sự cố kỹ thuật do vết nứt ở cầu chì, thì đại diện của NRC Handelsblad cho biết họ nghiêng về giả thuyết của một vụ phá hoại hơn. Vì theo các chuyên gia điều tra tai nạn của hãng Boeing, việc cả hai động cơ liên tiếp bứt rời khỏi cánh rơi xuống mặt đất từ chiếc 747 là điều chưa từng có tiền lệ. Vậy thì suốt cuộc ai mới là thủ phạm? Các nhà điều tra nghi vấn đó là hành động phá hoại từ tình báo Iraq. Bởi vào thời kỳ đó, lấy lý do Iraq sở hữu vũ khí giết người hàng loạt, Mỹ và Israel đã gây sức ép buộc cộng đồng quốc tế phải cấm vận toàn diện Iraq. Và khi biết được 1862 đang vận chuyển các loại hóa chất nguy hiểm, tình báo Iraq đã tổ chức phá hoại chuyến bay 1862 để chứng minh cho dư luận quốc tế thấy được cái bắt tay của Mỹ và Israel trong một kế hoạch chế tạo vũ khí giết người hàng loạt. Song đây cũng chỉ là giả thuyết dựa trên phân tích chủ quan và không có được bằng chứng xác thực. Và lại thì nó cũng đã được phủ nhận bởi tất cả các bên liên quan. Cho nên vụ việc đã dần đi vào quên lãng. Sau cùng thì chỉ những người dân vô tội mới là những người phải gánh chịu hậu quả.
một đài tưởng niệm đã được xây dựng bởi kiến trúc sư Hermann Hedberger và George Death Combat ở gần khu vực máy bay rơi để bày tỏ niềm tiếc thương và tri ân tới những nạn nhân xấu số.